xem ha. Đây. Tình trạng luôn cái máy đó. Không phải luôn. Đầu gà tây đang chạy nè các bạn. Ồ anh này lái vô vô lăng luôn nè. Tự thổ rất là đã luôn các bạn ơi, ấm quá ấm luôn. Đây là cái vít tay đang chạy ga này các bạn. Đây vít tay đây. À đó vít tay các bạn. Vít tay hình như là cái tiếng vô nó ấm hơn cái tiếng gà tay các bạn. Đây thì nổ nó tiếng bóc bóc thôi, tay thì tiếng ấm. Bên kia thì có hai anh nông dân đang đào đất ha. Tay là tiếng đặc trưng của gà tây đó.